Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Mai đang đi đến chùa Hồng Đức để mà dự một cái chương trình gọi là Vu Lan Báo Hiếu của năm nay ha. Hôm nay chùa rất là đông vui, có cắm rất là nhiều cờ của Phật giáo á, rồi có nhiều Phật tử đến tham dự nữa. Mai cũng thấy là thầy trang trí những cái hình ảnh của Phật, và thầy cũng có mời rất là đông các chư tăng ni đến để mà cùng dâng lễ Vu Lan hôm nay nè. Đó, cung nghinh chư tôn đức tăng ni. Một lát xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha. Hiện giờ thì Mai đang đứng ở trong khuôn viên của tượng Phật Bà Quan Âm. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống đây coi hôm nay vào mùa này thì có những loại hoa gì nha. Đó, ở đây Mai thấy hoa mồng gà nở rất là đẹp nè. Rồi ngoài ra thầy cũng có những cái chậu sứ. Sứ này cũng không có chịu nhiệt độ với một cái khí hậu lạnh, cho nên mùa hè mình mới đem ra. Sứ có nụ rồi đó. Ngoài ra cũng có những hoa hồng. Hoa hồng thì nếu mà nắng thì lúc nào cũng có để nở hết đó. Thì mà thấy đây cũng còn nụ nhiều nè. Ở đây cũng có nhiều hoa mồng gà lắm nè quý vị. Đây bây giờ mình đi từ từ xuống mình xem nha. Mỗi lần nhìn hoa mồng gà nhớ Tết Việt Nam, mình cũng hay trồng chưng hoa mồng gà đó. Ở trong khuôn viên này mới thấy thầy đặt rất là nhiều tượng Phật ở xung quanh của tượng Phật Bà Quan Âm. Cả nhà mình hãy nhìn kìa, ở trên đài cao đó đó là tượng Phật Bà Quan Âm, và nói chung tất cả tượng từ tượng Phật Bà cũng như là tất cả các tượng ở đây thầy đều thỉnh từ Việt Nam hết, cho nên rất là công phu, coi như là mình phải đặt hàng cho người ta tạc tượng xong rồi mới là đóng vô thùng rồi mới shipping qua bên Mỹ, thì rất là công phu trong cái vấn đề là giữ gìn cho nó không phải bị sức mẻ hoặc là bị hư các tượng. Thì mới thấy ở đây các tượng á, được người nghệ nhân người ta làm á, là bằng đá hết. Chắc nghe đâu là thầy đặt ở ngoài miền Trung á, ở khu vực chùa Non Nước mới có những cái loại đá quý để mà người ta khắc tượng như thế này. Thì tượng không phải đúc mà là do những cái tảng đá, những khối đá to, rồi người nghệ nhân người ta mới điêu khắc thành một bức tượng như thế này. Và xung quanh là rất là nhiều xe hơi, các Phật tử khắp nơi về đây để dự lễ Vu Lan. Mày thấy là như là phía sau bên kia là đậu ở trên cỏ luôn, bởi vì ở trong cái phần đậu xe ở đây á không có đủ chỗ á. Thầy cắm ở đây đó để mà đón chào tất cả chư tăng ni cũng như Phật tử đến, bởi vì đó là cái lối để mình đi vào bên trong khu viên của chùa. Quý vị và các bạn thân mến, Mai đang đứng ở vườn rau của tu viện Hồng Đức. Thì nơi đây đó hàng năm vào mùa hè đó, thầy và các sư cô cũng trồng cái loại rau quả để mùa hè để cung cấp rau cho chùa. Thì ở đây á Mai thấy là có cái nhà ngũ hoa, hôm nay cũng tốt ghê, mặc dù năm nay khí hậu khắc nghiệt không có được ấm nhiều như những năm trước, nhưng mà ở đây cũng có được những cái trái ngũ hoa xinh như thế này đó, nhiều ghê á, đếm như cái trong nè.
Đây là một số đợt này là ngày giờ đã cũng đã cắt rồi đó. Wow, thích quá đi. Thích quá. Ở đây á là cái vàng bí, mà bí này á là bí rợ, nhưng mà bí rợ trái nhỏ giống như là trái cái trái bầu rượu vậy đó. Thì ở trên vàng á ta thấy có rất nhiều trái luôn á, để mình đếm xem bao nhiêu trái chỗ này nha. Năm, sáu, bảy, tám, chín, chín trái cả thảy xung quanh đây nè, nhiều nha. Mà bí này to ghê á nè. Wow, nặng thiệt á. À, quá nặng ghê á, to nè, thích quá. Ở đây là mày thấy có chậu nha đam nè, hai chậu bên kia với bên này. Nha đam tốt quá, mùa đông mình phải đem vô trong nhà, tại vì nha đam không thích hợp với khí hậu lạnh. Rồi mùa hè mình lại đem ra đây rồi tưới là tự nhiên nó lên thôi. Nha đam rất là thích hợp với khí hậu nóng, có ánh sáng cũng như là tưới nước. Thì nha đam nó sẽ ra những cái tàn to như thế này nè, mình cắt vô rồi mình sử dụng bên trong của nó rất là tốt cho sức khỏe khi mà mình dùng cây nha đam. Còn ở đây á là vườn rau muống và ớt, bởi vì ở ngoài này á ánh sáng rất là nhiều và mưa xuống thì nước cũng đầy đủ nữa, cho nên thầy đã trồng ngoài kia mày thấy có mồng tơi, rồi gần đây thì rau muống và ớt. Nói chung là mọi năm thì chùa cũng trồng tương tự những cái cây giống nhau. Như năm ngoái thì có trồng bầu, năm nay trồng bí. Và những cái đất này trồng rất tốt, bởi vì khí hậu Iowa năm nay khắc nghiệt cho nên cây cối không được sinh tốt, xanh tốt bằng những năm trước. Ớt ra bông nhiều rồi đó, chắc sắp đơm trái. Rau muống cũng tươi ghê. Quý vị và các bạn thân mến, thì mỗi dịp lễ về á thì chùa có một ban ẩm thực gồm có các chị rất là siêng nấu những thức ăn chay rất là ngon để phục vụ cho các Phật tử về đây dự lễ. Thì đây mới thấy là các chị đã chuẩn bị nước lèo mà mình nghe mùi rất là thơm. Đây là giá và rau. Wow, cái rổ giá, rổ rau, rau thơm nè, phở rất to như thế này nè. Dạ hôm nay làm phở hả gì ba? Hôm nay cắt chị trong bếp nấu phở chay. Có ai tưởng tượng thấy là một cái mâm hành ngò to như thế này chưa? Hình như là cái mâm này đạt kỷ lục á, nào giờ mai mới thấy đó. Đó, mâm đây là gồm có hành ngò cũng như là hành tây sắc ra. To như thế này là nặng lắm. Để mà một lát nữa bỏ vô trong tô phở á, rất là thơm ngon ha. Rồi. Đây. Đây là những cái tô một lát sẽ dùng để mà làm phở. Thì các chị cũng đã cho giá qua đây sẵn rồi nè. Đó. Thì đây là những cái cuộn bánh phở sẽ bỏ vô nước sôi trụng. Đó, đằng kia là một cái nồi nước lèo thật to. Bây giờ mình qua đây với mình xem. Đây, rổ giá nè. Ở Mỹ trồng được giá tốt quá. Mà ăn phở thì không thể nào thiếu giá được. Rồi. Bây giờ mình đi vô đây cho con xin phép vô quay phim chút thôi chị ba. Vô đây. Đây, đây là nồi phở rất là nóng ha. Mày sẽ dở lên cho mọi người mình xem. Wow, đây phở chay thơm ngon đặc biệt, gồm có những bò viên chay cũng như là đậu hũ. Wow, sôi sùng sục à. Và nước lèo rất là trong. Đây, quý vị xem, nước lèo trong màu đẹp. Phải nói là nồi nước lèo này nấu công phu lắm đó. To như thế này nè. Quý vị biết không, ngoài ra nấu nướng các chị cũng có một cái sàn để nước để mà rửa chén. Đây mày thấy cái chảo to nè, chảo để xào nè. Đó, thì phục vụ các Phật tử thì phải dùng những cái thiết bị nhà bếp to như thế này nè thì mới đun đủ.
đó, đây là chị Phật tử đã làm công hoa quả giúp chùa rửa chén bát đó, đằng đó nguyên cái vàng sống chén khổng lồ để mà ướp nồi ướp chén. Các chị ở đây lúc nào cũng làm phước cho chùa hết đó, các chị dễ thương lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn ơi chớ bao giờ rồi xa. Video clip kế tiếp của Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.